Rồi, hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay là em xin chia sẻ cách ghép mai và cách trồng mai nha cô chú anh chị ơi. Ôi, chào cô nào ơi. Chào cô chú anh chị đến kênh của anh Minh Kiệt Bonsai. Hôm nay là không có clip để quay luôn. Hôm nay được clip quay à. Không gài mùa Covid anh em không có đi mua mai cô chú anh chị ơi. Đây, hôm nay xin chia sẻ với cô chú anh chị là cách trồng mai ha. Lên nhưng mà nói chung là lên quá trời tươi tốt luôn. Đó. Nè, cây này mới ghép rồi nè cô chú anh chị. Này ghép cũng được cỡ 7-8 ngày à. Đó. Đã lên rồi nha. Thì bây giờ xin hướng dẫn cô chú anh chị nào mà chưa biết cách trồng mai ha. Đây, là cây mai này là em đã gã bầu đất ra hết rồi. Này trồng bằng cắm dừa hết ha. Thì em quay, em xin phép quay xíu nữa em sẽ chia sẻ chi tiết lại cái cách mình xả bầu đất ra để mình trồng nha cô chú anh chị. Đó, trồng chậu là phải xả bầu đất ra hết nha. Đây em ghép bạch mai biến điện. Đó. Giờ lỡ lên gì vậy nghe cô chú anh chị. Cái này bao mạnh luôn á. Bao sống mạnh luôn, bao sống khỏe luôn. Đây, cây này nữa nè cô chú anh chị. Cây này là lá dài. Lá cũng hơi dài. Nè, nó đâm ra thấy ghê không? Nó đâm. Mà có cái này là cũng mặt cắt này cũng hơi bự nha cô chú anh chị. Mặt cắt này hơi lớn ha. Dạ. Tại cây này lúc trước em mua lại là của chú kia là ông cắt rồi hết rồi. Ngay có cây chỗ này lực lắm nha. Em lấy cái thước em đo giùm anh cái này. Em xin giao lưu hai cây này rồi xong em sẽ hướng dẫn. Cái này là hoành nó tới 49 lần. 49. Đo trên đó nha. Ở trên là 49 đó. Một trên là trên này nha. Dạ. Còn lúc trên này luôn nè. Lúc trên này là 33. Đó, thấy nó nở ghê không cô chú anh chị. Tổng cái này luôn nè. Tổng dưới này luôn cho cô chú anh chị mình biết cái độ lớn của nó cỡ nào. Ngay đây thôi, ngay mặt đế này thôi. Rồi. Này đế nó sổ thẳng xuống. Cái này là 60. Nở ghê không? Đó, cái đế nó sổ thẳng xuống nè cô chú anh chị. Đó. Quay cho cô chú anh chị xem cái tổng thể nó ha. Đế sổ thẳng cũng nhìn phê lắm. Nhưng mà có cái điểm yếu nó ngay đây nè. Đây, cái này là trước đây là nó bị gãy một nhánh ngay đây nè cô chú anh chị. Không đây. Biết sao mà để nó trồng mấy cặp mé xong á, ghe người ta quay đầu trúng cái nó chày vậy luôn. Nó tét ra nè. Nhưng mà nó quá đá rồi cô chú anh chị ơi. Quá đá ha. Cân đo giùm anh chiều cao cái nè. Cây này là chiều cao nó là 44. 44. Chung cây này em mới có xả bồ đất ra trồng cỡ khoảng được tháng nè cô chú anh chị. Tháng trên tháng. Dạ cũng kéo mạnh lắm mày nha. Rất là mạnh nè. Nói chung là trồng chậu mà được sung gì là rất là ok nha cô chú anh chị. Cây này thì khỏi chê tay cành này. Được không? Nó lên nách nào cũng có nhánh chứ ha. Mỗi nách lá là mỗi nhánh. Ít có khi nào được vậy lắm nghe cô chú anh chị. Mà cây này là đế sổ nha. Đế sổ nhìn. Cần đo cái đường kính cái mặt chậu cái nè. Chậu nó là 77, này là chậu 8 nè cô chú anh chị. Chậu 8 ha. Cái đế nó sổ tới đít chậu luôn á. Đúng ra mình trồng mình phải phủ hết toàn bộ đế nhưng mà cái cây này là cái đế nó tới cái đáy chậu luôn. Đó. Rồi em xin giao lưu cái cây trên bàn quay luôn, quay đi nè. Quay cái cây trên bàn quay cái này. Cây này
để sổ ha. Cây này nó lắc dán nó lắc chữ C cô chú anh chị ơi. Dán lắc chữ C. Anh ơi, có em gái lại phụ kìa anh ơi. Quay vòng đi nè. Đó. Cây dán rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đo giùm anh cái hoành nè anh ơi. Phụ anh nè, đo đi anh, em gái ơi. Cái này là 33 cô chú anh chị. Đo chiều cao coi. Dán lắc chữ C rất là độc đáo ha. Chiều cao nó là 1m4 ạ. 1m4. Rồi. Đường kính mặt bầu luôn ơi. Đường kính mặt bầu nó là 54. 54. Rồi xin giá cây lắc chữ C này luôn ơi. Rồi xin giá đi nào. Rồi cây này là 2 triệu bao ship toàn quốc à, cô chú anh chị ơi. Đó, bữa nay có em gái phụ Na luôn nha. Rồi hạ xuống đất luôn đi Na ơi. Lên cây khác đi Na ơi. Em gái phụ tiếp Na, em gái ơi. Lại chơi mượn phụ luôn. Nó bung luôn rồi. Rồi lên cái cây dưới đất đó cái nè. Cái chậu. Ừ đúng rồi. Kinh tiếp anh Na. Cái này là chủ yếu quay chơi thôi nha. Chứ không bán à. Cây này là một tài sản của anh Na đó. Rồi ngồi xuống. Hai đứa ngồi xuống. Phụ quay tiếp anh Na đi. Lấy cái cây xuống nè. Cây này là được lấy từ một cái rễ của cây mai cô chú anh chị ơi. Lấy được từ cái rễ của cây mai nên cái dáng rất là độc đáo nha. Cái này em trồng cũng không có miếng đất nào luôn ha. Ghim xuống thôi à. Rồi bây giờ em xin chia sẻ cái cách trồng cây luôn. Thì bước đầu tiên là mình phải gã đất hết trong cái bầu đất ra. Ví dụ như cái cây gì đây. Đó, cây gì đây mình phải rửa hết cái cục đất qua đây nè. Đó, cây gì đây mình phải rửa hết cái cục đất gì này ra luôn ha. Ừ. Mình rửa xong rồi cái mình rửa sạch cái mình đem lên chậu cái mình đem ra, không lên để anh hướng dẫn cho nè. Là bây giờ là mình rửa sạch hết. Mình phơi nắng cỡ khoảng nửa tiếng, nếu mà nắng gắt thì cỡ nửa tiếng hoặc là 20 phút trở lại, còn mà ít nắng thì mình phơi cỡ 1 tiếng, hơn 1 tiếng. Đó, xong mình lấy Atonis. Mình bỏ vô cái chậu hoặc cái thau gì đó. Mình pha một thau nước. Rồi mình bắt đầu mình bỏ nguyên cái cây vô mình ngâm. Ngâm phần rễ thôi nha cô chú anh chị. Đó, ngâm phần rễ. Ví dụ như cây gì đây thì mình ngâm phần rễ là ngâm tới đây, ngập tới đây. Đó, ngâm cỡ nguyên một đêm. Đó, ngâm nguyên một đêm nó sẽ hút cái chất thuốc Atonis vô thân. Rồi bắt đầu mình trồng. Thì đất này thì mình chọn 4 thứ vô. Một là cho chấu, hai là chấu sống nè. Ba là sơ dừa và 4 là đất. Đó, chọn 4 thứ lại mình trồng là mình sẽ lắp mất cái phần rễ này luôn. Tại cái cây này cái rễ nó nằm tới ở dưới đáy chậu nên không có lắp tới trên được ha. Đó. Trồng với một rồi bắt đầu là mình bỏ vô mát. Một ngày mình tưới nước 1 đến 2 lần. Sau thời gian 1 tháng này cô chú anh chị. Này chưa được 1 tháng nữa. Này có khoảng 20 mấy ngày à. Bắt đầu nó ra cỡ này nè. Đó. Cây này đế khủng lắm cô chú anh chị ơi. Này dưới cây này nè. Cây này mình giao lưu giá này nhiêu nè. Nè ơi. Cây này mình giao lưu giá nhiêu? Cây này giao lưu giá nhiêu đây? Cây này là nói với cô chú anh chị luôn, cây này là 5 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Nhưng mà cây này thì chắc chưa có gửi đi được, lý do cây này rửa đất hết rồi. Rửa đất mặt bầu thì, gửi lại. Đặt cọc xong gửi lại cũng được vậy. Gửi lại ha. Gửi lại cho chừng nào lá nó già. Lá nó già đi rồi bắt đầu mình gửi đi ha. Cây khá là đẹp rồi cô chú anh chị. Đó. Đó.
Mình trồng sau một thời gian mình đừng có bỏ phân bón gì hết nghe cô chú anh chị ơi. Nói chung là đừng bỏ phân bón gì hết. Nếu mà có bỏ phân thì bỏ phân sinh học nha. Nó có bán loại phân sinh học bao 200 mấy gì đó, có thể chọn vô đất mình trồng luôn cũng được. Cỡ sau thời gian cỡ khoảng 5 đến 7 ngày thì mình tưới Atonis lần ha. Nhớ là đừng tưới nhiều quá, tưới 5 đến 7 ngày tưới lần thôi. Đó, cây này thấy không, mình kích Atonis một cái nó đâm mạnh ghê không. Đó, làm clip này chia sẻ sẵn bán hai cây luôn nghe cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào thương tình thì ủng hộ hai cây này nghe cô chú anh chị ơi. Mùa Covid không có đi mua cây được, ở nhà lấy cây cũ ra bán luôn. Rồi chào cô chú anh chị đi Na ơi, Hân ơi. Chào cô chú anh chị ạ. Rồi xin số điện thoại luôn Na ơi. Số điện thoại là 0899561167. Rồi địa chỉ luôn. Địa chỉ là chợ Minh Thịnh, chợ Minh Thịnh, tỉnh Kiên Giang, huyện Ô Minh Thượng. Đó, có em gái lại nhà chơi mượn ra quay cây luôn, mượn làm kiểu luôn. Rồi bye bye hai đứa ơi. Bye bye ạ. Rồi.